Để chuẩn bị nội dung học. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách liên lịch học trực tuyến ở trên Zoom. Chúng ta sẽ mở trình duyệt ra. Mở ứng dụng Zoom ra. Chúng ta sẽ vào cái biểu tượng đây. Ở cái màn trên giao diện của Zoom này, chúng ta sẽ vào cái biểu tượng giống như quyển lịch đây này. Nhấn chọn vào đây. Nhấn chọn nhé. Ở chỗ topic này, chúng ta nhập tên buổi học trực tuyến. Ví dụ như là cái buổi học này là cái môn gì đó, ví dụ là môn toán chẳng hạn, lớp nào đấy, lớp 5A chẳng hạn. Cái start này là nhập thời gian buổi học bắt đầu từ khi nào. Thì ở đây có thể đặt lịch trước 10 phút để học sinh chuẩn bị cho buổi học đó. Ví dụ là thứ năm, là thứ 2, 3, 4, 5, thứ 4, thứ 5 được, thứ 4 hoặc thứ 5 được, thứ 5 đi. Từ mấy giờ chẳng hạn, bắt đầu mấy giờ? Bắt đầu học là bao nhiêu giờ? 7 giờ sáng chẳng hạn. Đến 30 phút. 45 phút thì chúng ta thấy là đây không đạt được 45 phút, bởi vì cái phần mềm này nó yêu cầu là nếu 40 phút trở lên thì chúng ta phải sử dụng. Là không được miễn phí. Chúng ta chỉ miễn phí dưới 40 phút thôi. Quá thì nó sẽ không cho chúng ta. Chúng ta phải mua. Phải mất tiền mua đấy thì nó mới được thời gian chúng ta kéo dài. Chúng ta cứ để này ví dụ này. Việt Nam nhé. Đây. Chọn Việt Nam. Cái ID này, nếu chúng ta chọn cái ID này, là cái ID tự động, có nghĩa là tự động, nó khác tự động cho chúng ta cái ID. Còn nếu chúng ta chọn cái ID này, là cái ID mà chúng ta cố định, đó, chúng ta cố định cái ID này, có nghĩa là lần sau chúng ta vào học cái lớp này vẫn dùng ID này. Còn nếu chúng ta chọn ở đây thì có nghĩa là lần sau mỗi một lần chúng ta vào nó sẽ thay đổi ID, là nó sẽ thay đổi ID nhé, nó thay đổi ID. Còn cái phần password ở đây, nếu như chúng ta muốn là nếu như là cái lớp học này mà chúng ta học mỗi tuần học mấy buổi chẳng hạn, cố định vào một hôm nào đấy đúng không, là chúng ta mà lượng học sinh là vẫn vào đấy học sinh không thay đổi, thì chúng ta có thể chọn cái này là cái ID này giữ nguyên như này không đổi. Và cái password này thì chúng ta sẽ, nếu chúng ta kích vào đây thì là nó tự động do cái phần mềm này, nó tự động nó đưa ra cho chúng ta. Còn chúng ta chọn đây thì chúng ta có thể đặt mật khẩu của chúng ta là cái gì đó tùy chúng ta. Nếu chúng ta bỏ cái mật khẩu này đi, bỏ này đi thì chúng ta không cần mật khẩu cũng được. Đấy nhá.
chúng ta nên chọn mật khẩu này để tránh là những cái người khác người ta biết cái ID mà người ta vào, đúng không? Những người mà không cần thiết chúng ta sẽ để mật khẩu chẳng hạn, thì chúng ta sẽ chọn ở đây nhé. Còn phần cái video này, cái hot này là chúng ta sẽ bật hoặc là tắt video của hot buổi học, có nghĩa là người của giáo viên đấy, giáo viên là người điều khiển cái buổi học đấy là hot, đúng không? Nếu mà ta ở đây đấy bật này hoặc là tắt này, bật hoặc là tắt. Bật này, tắt này. Đấy, nếu mà chúng bật video thì chúng ta chọn ở đây, nếu ta muốn tắt video đi ấy, thì chúng ta bật vào off này. Còn ở cái này, đây là bật chọn này, bật hoặc là tắt. Bật hoặc là tắt video của người tham gia buổi học. Ở đây là chúng ta bật, đúng không? Ở đây là chúng ta tắt. Chúng chọn ở vị trí này là tắt. Còn cái audio này thì là cái phần âm thanh. Ở đây là âm thanh điện thoại này, âm thanh máy tính này, âm thanh điện thoại và máy tính. Và chúng ta nên chọn cái này. Nên chọn cái này bởi vì dùng cả điện thoại và máy tính đều dùng được. Chúng ta sẽ chọn cái này, nó sẽ được rộng hơn, đúng không? Nếu mà chọn cái này thì chỉ ở điện thoại thôi. Còn nếu ở cái này chỉ ở máy tính thôi, còn ở này là được cả hai. Thì tất nhiên là chúng ta sẽ chọn cái thứ ba này rồi. Và cái calendar này, cái này là để sử dụng ứng dụng lịch đấy. Chúng ta sử dụng ứng dụng lịch của Google hay là của tùy chọn ở đây. Chúng ta nên chọn của Google đấy nha, lịch của Google đi. Ở cái phần này là cài đặt nâng cao này. Chúng ta kích vào đây. Cái đây là phòng chờ. Kích hoạt phòng chờ. Nếu chúng ta kích vào đây thì là chúng ta tạo phòng chờ cho học sinh. Và cái thứ hai này là cho phép các thành viên tham gia buổi học. Nếu chúng ta tích vào đây thì nó sẽ cho phép các thành viên tham gia buổi học trước khi có giáo viên nhá, trước khi có giáo viên. Ở cái này là chúng ta sẽ tắt âm thanh của học sinh trước khi chúng ta mở lớp học. Tắt trước khi chúng ta mở lớp học nhé. Tắt luôn âm thanh của học sinh trước khi mở lớp học, có nghĩa là chưa cần vào đã tắt, đúng không? Thường là chúng ta vào không mới tắt, đúng không? Chẳng hạn, nếu như đây chúng ta cài đặt ở đây thì chúng ta tắt luôn âm thanh của học sinh luôn rồi. Vào cái là không có âm thanh của học sinh nữa. Ở đây là tự động ghi lại buổi học. Thì chúng ta có thể chọn, nếu chúng ta chọn đây thì nó sẽ tự động ghi lại buổi học. Còn không chúng ta sẽ không chọn, đúng không? Sau khi đã thiết lập xong, chọn thiết lập xong ấy, đúng không? Tùy chúng ta. Bây giờ ta đã tạo được cái lịch học. Bây giờ ta sẽ nhấn vào cái tên này, môn toán lớp 5A để chúng ta xem chi tiết. Ta thấy là môn toán lớp 5A, đúng không? Là ID đây. Đây có ID đúng không? Và học lịch học là từ 7 giờ sáng đến 7 giờ 30 sáng. Đấy. Cái ID đây. Chúng ta có thể copy cái ID này. Copy chúng ta sẽ gửi đi cho học sinh. Sau khi tải được về máy thì chúng ta sẽ mở cái phần mềm ra. Và chúng ta sẽ tạo một cái ID cố định. Nếu như chúng ta không tạo cái ID cố định thì khi mà chúng ta thoát ra khỏi cái phòng này thì chúng ta vào lại thì nó sẽ vào một cái phòng khác, ID khác. Cho nên để chúng ta sử dụng cái ID này cố định thì chúng ta sẽ làm như nào? Tại cái giao diện này thì ta sẽ kích chuột vào mũi tên bên cạnh cái new meeting này. Đấy. Chúng thấy ở dưới là user my personal meeting ID. Đấy.
Ở đây chúng ta sẽ tích chọn ở đây. Đây lại cho phép là có hoặc là không sử dụng ID cố định. Chọn 2. Tiếp theo. Tôi sẽ chọn cái ở chỗ ID này, sang bên phải này, theo chiều mũi tên xuống dưới cùng ấy. PMI setting đấy, người ta cài đặt đấy nhá. Tôi sẽ vào đây. Tôi hiện ra một cái bảng đây. Đây là ở đây, đây chính là cái ID cố định của chúng ta. Đấy, ID của chúng ta đây, ID cố định này là 526 887 2198. Ta có thể đặt mật khẩu cho lớp học ở đây. Ví dụ ở đây là 823456. Tùy chúng ta, cái chỗ này chúng ta tùy chọn đấy. Thích đặt mật khẩu nào chúng ta sẽ đặt. Chúng ta phải tích chọn vào đây nhé. Chúng ta tích chọn vào đây thì nó mới hiện ra cái chúng ta chọn mật khẩu nhé. Nếu mà không tích chọn vào đây thì có nghĩa là mật khẩu là nó tự chọn cho chúng ta. Còn đây chúng ta sẽ chọn mật khẩu theo tùy ý của chúng ta thì chúng ta sẽ tích vào đây. Đó, đã chọn mật khẩu chúng ta. Sau đó chúng ta ấn vào share. Vậy là chúng ta đã tạo được cái ID cố định cùng với mật khẩu của chúng ta. Cái mật khẩu này thì với mỗi một cái lớp học của chúng ta sẽ tạo mật khẩu khác nhau. Tạo phòng chờ, và chúng ta sẽ vào. Giống như cái bước chúng ta tạo ID cố định ấy. Chúng ta cũng vào đây. Vào cái chữ ID này, là xuống cuối cùng này. Là PMI setting này. Ở đây. Cái cuối cùng này, Adventure Option này, chúng ta chọn mũi tên này, bên cạnh nó, chúng ta sẽ chọn vào cái đầu tiên này, đây là tạo phòng chờ, có hoặc là không tạo phòng chờ, ở đây chúng ta chọn tích vào đây là chúng ta chọn là tạo phòng chờ, còn những nơi chúng ta là không tích vào đây, như này là không tạo phòng chờ này. Còn tích ở đây chính là chúng ta tạo phòng chờ rồi. Đó. Ở đây có các cái dòng nữa. Thì cái dòng này là cái dòng mà cho phép học sinh được vào phòng trước giáo viên. Nếu chúng ta tích vào đây thì chúng ta sẽ cho phép học sinh được vào phòng trước giáo viên. Có nghĩa là giáo viên chưa vào nhưng học sinh đã có thể vào rồi. Thì chúng ta sẽ tích vào đây. Đó. Tiếp theo là cái dòng này là tắt cái âm thanh micro của học sinh đấy khi vào phòng. Nếu chúng ta chọn đây là chúng ta đã chọn tắt cái micro của âm thanh của học sinh khi học sinh vào phòng. Và chúng ta tắt đi. Khi mà chúng ta mở thì học sinh mới nói được, phát âm thanh được. Ở đây chúng ta chọn ở đây thì chúng ta sẽ tắt micro của học sinh khi vào phòng. Đấy, và chúng ta chọn xong chúng ta sẽ xem nó lại. Còn cái cuối cùng này này. Automatic Conny Records Meeting on the... Ở chỗ này này là tự động. Đấy, nếu mà chúng ta chọn đây là nó sẽ là tự động quay lại cái bài giảng đó, quay lại cả cái quá trình cái bài giảng đấy. Nếu chúng ta không chọn thì nó không quay lại, không tự động quay lại, mà chúng ta chọn đây thì nó sẽ tự động quay lại. Khi ta chọn xong rồi
chúng ta chọn hoặc là không chọn thì chúng ta sẽ xem vào đây, đúng không? Giờ lưu nó lại, có cái lưu ý vào lớp. Ở đây nếu khi có một học sinh muốn vào lớp, à chưa vào trong lớp bây giờ đang muốn vào lớp đấy, vừa mới nhập mật khẩu và ID và mật khẩu ấy, để cho học sinh vào lớp thì chúng ta cần phải có một thao tác, đó là gì? Chúng ta thấy ở đây, ở chỗ này, đấy, ấn ở đây, nó sẽ hiện lên ở bên phải màn hình này, góc phải này, tên của học sinh đó. Đây này, có một học sinh này, một người đang đợi đấy, đúng không? Vậy chúng ta sẽ phải cho các học sinh này vào hoặc là không. Nếu chúng ta cho vào thì chúng ta sẽ chọn là admit, chúng ta sẽ cho vào. Còn chúng ta remote là chúng ta sẽ không cho vào. Đấy. Và chúng ta sẽ cho học sinh này vào lớp thì chúng ta sẽ chọn admit. Còn nếu mà ví dụ như là người này chúng ta không muốn cho vào lớp chẳng hạn thì chúng ta sẽ ấn vào remote. Vậy đây chúng ta sẽ cho phép, chúng ta sẽ ấn vào là admit. Rồi, phép phóng mượn chẳng hạn nhé. Chúng ta đang giảng bài thì học sinh mới đến, thì chúng ta sẽ thấy hiện lên trên này nhé. Bây giờ đang là trong lớp và có một học sinh này, bây giờ một học sinh nữa đến muộn này chẳng hạn, thì chỗ này nó sẽ hiện lên là 2. Bây giờ một học sinh này đã vào muộn này, dụ có một học sinh vào đấy, ta thấy là có một học sinh nữa mới vào, nó hiện lên số 2 ở đây rồi, đúng không? Và thêm một học sinh nữa mới vào mà học sinh này vào muộn, ở đây chúng ta sẽ cho phép học sinh này vào. Học sinh này là người Lan Anh, đúng không? Cho phép học sinh này vào thì chúng ta sẽ ấn vào admit. Trường hợp mà có 2 hoặc là 3, 4 học sinh chẳng hạn, mới học sinh đến sau, xin vào sau đấy, thì chúng ta sẽ vào cái phòng chờ để xem là có bao nhiêu người, thì chúng ta sẽ cho những người đó vào. Đấy. Trường hợp có 1 thì chúng ta admit luôn đấy nhá. Còn nếu mà có nhiều ấy, thì chúng ta sẽ vào phòng chờ xem, see waiting room này xem, đấy, xem trong đó có những ai. Tôi thấy ở đây là có một người đang chờ, và ta sẽ dê chuột vào đây, nó hiện lên. Là dây chụp vào cái tên đấy thì nó sẽ hiện lên là admit hoặc là remote. Chúng ta chọn admit có nghĩa là cho người này vào phòng. Còn nếu chúng ta chọn remote có nghĩa là chúng ta không cho phép người này vào phòng. Vậy chúng ta chọn admit chẳng hạn. Đó. Thì người này sẽ được vào phòng. Chúng ta sẽ mở camera của học sinh này. Đấy, chúng ta hỏi học sinh. Đấy, chúng ta đứng đây chúng ta hỏi học sinh là sao? Để mở, học sinh đồng ý thì nó sẽ mở lên. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy. Đấy, tắt âm thanh của một thành viên chẳng hạn, một học sinh trong lớp chẳng hạn, thì chúng ta sẽ tắt vào đúng cái thành viên đó. Ví dụ tắt thành của học sinh Hoa Lan chẳng hạn, thì chúng ta sẽ vào đây, chúng ta tắt. Đây. Tôi thấy cái chéo này là nó tắt rồi đấy. Đây với trường hợp nếu mà chúng ta muốn trong phòng học có nhiều người ấy, chúng ta muốn tắt hết mic của tất cả những người trong phòng học này thì chúng ta sẽ ấn vào nút này. Đó, để chúng ta tắt. Còn nếu khi chúng ta muốn mở lại toàn bộ mic đã tắt thì chúng ta sẽ ấn vào. Đấy. Unmute on này. Chưa đăng nhập cho nên là tôi phải đăng nhập đã. Thì mới gửi được. Vậy mình sẽ gửi đến một cái địa chỉ email nào đó. Ví dụ đây. Đấy, chúng ta sẽ gửi đi cái ID và cái password của cái phòng này. Chúng ta gửi email như bình thường thôi. Tiếp theo. Đây chính là quản lý. Quản lý
những người trong phòng đó. Ở đây tôi thấy chỉ có một mình thôi, chưa có cái ai cả. Nếu như có thêm một người thì nó sẽ hiện ra đây. Tiếp theo là cái này, nút này, nút là chia sẻ màn hình. Cái nút chia sẻ màn hình này, chúng ta sẽ nhấn vào cái nút share screen này. Chúng ta có thể chọn, ở đây là chia sẻ màn hình máy tính đấy. Ở đây chia sẻ bảng bảng trắng này, nó viết ở đây. Để viết ở cái này cho ta viết, cho ta ấn vào đây, chọn đây cho chúng ta ấn vào share. Chia sẻ, ví dụ ở đây, để chúng ta vẽ viết ở đây, hoặc viết ở đây đúng không, viết chữ ở đây. À, bài 2 chẳng hạn. Đó. Hoặc là chúng ta viết viết thủy ý, đúng không? Vẽ đây. Vẽ đường thẳng gì đó, đúng không? Đấy. Chúng ta thử xóa, xóa từng cái. Để tẩy cho xóa từng cái. Hoặc chúng ta có thể vào cái clear này. Để xóa hết. Tiếp theo là đây, chúng ta có thể chia sẻ bản word của chúng ta chẳng hạn, hay là cái bài giảng PowerPoint. Đấy. Ta sẽ chọn ở trong cái máy tính chúng ta sẽ để sẵn ở đó rồi. Ví dụ là chúng ta sẽ giảng một cái bài nào đó thì chúng ta sẽ vào bài này chẳng hạn. Đó. Chúng chia sẻ. Khi chúng ta chia sẻ này thì bên kia màn hình của tất cả học sinh đều nhìn thấy như thế này. Giống như bài giảng của chúng ta ở trên bảng lớp. Trên bảng trình chiếu trên lớp. Vậy chúng ta sẽ không chia sẻ nữa, chúng ta vào stop share. Vậy là sẽ tắt đi. Ở đây ta thấy là ở cái khi chúng ta ấn hiện lên, ta thấy ở đây cái phần chia sẻ này này, chia sẻ màn hình này, ta thấy ở đây có cái share computer sound, có nghĩa là chúng ta sẽ nếu chúng ta chọn cái này ấy, chọn tích vào đây, tích chọn ở đây thì là chúng ta đã tùy chọn mọi âm thanh phát ra từ máy tính sẽ được chia sẻ trong cái cuộc họp trực tuyến đó. Còn không chọn thì cái âm thanh của máy tính này sẽ không được phát ra, mà chỉ có tiếng nói của chúng ta thôi. Ở đây, nếu chúng ta chọn cái này, nó sẽ chia sẻ một video clip ở chế độ toàn màn hình. Tuy nhiên là cách chia sẻ này nó sẽ bị mờ bởi vì nó rất là nó rộng mà. Nó mờ. Ví dụ ở đây, chúng ta chia sẻ cái bài này.
Chúng ta thấy là khi mà chúng ta chọn cái chia sẻ màn hình rồi thì nó sẽ hiện ra đây một những số nút này ở bên trên. Bên trên này ta thấy. Để tắt video âm thanh nhé, bật tắt video âm thanh, bật tắt video. Đây chúng ta có thể cài đặt video ở đây. Ở đây cũng thấy âm thanh, bật tắt âm thanh ở đây, chúng điều chỉnh. Còn ở đây, cái này là chúng ta xem hoặc là quản lý người tham gia. Nếu chúng ta là người tổ chức hoặc là chúng ta là giáo viên thì chúng ta sẽ xem quản lý học sinh của chúng ta. Ở đây cái new share là chúng ta sẽ chọn chia sẻ màn hình mới. Còn cái pause share này là chúng ta sẽ dừng, tạm dừng chia sẻ màn hình hiện tại của mình. Đó. Đây, cái chia sẻ đây, cái này chia sẻ viết này, đúng không? Viết ở đây, bảng trắng đây. Và cái more này, rất là nhiều. More này là cái mở cái menu tùy chọn này. Chúng ta có thể chat, đúng không? Chat này, chúng ta có thể quay lại màn hình này. Chia sẻ toàn màn hình. Chia sẻ âm thanh của máy tính. Chọn ở đây, được. Chúng ta sẽ nhấn stop, stop share vào đây, đây là tạm dừng chia sẻ nhé. Còn đây chúng ta vào stop này mới là dừng chia sẻ hẳn, đúng không? Dừng chia sẻ màn hình đó. Chúng ta thấy ở đây, ở cái giao diện chia sẻ màn hình này, ta sẽ thấy ở đây cái này chính là cái giao diện để chúng ta chọn chia sẻ nâng cao. Trong này ta có, đây là ta chọn một màn hình cụ thể để chia sẻ. Tiếp theo cái này là chúng ta chia sẻ, chỉ chia sẻ âm thanh trên máy tính thôi. Chia sẻ chỉ âm thanh thôi. Nhá. Còn cái này là chia sẻ qua camera thứ hai kết nối trên máy tính. Ở đây. Đây là nút chúng ta chat. Đây là nút chat. Chúng ta có chat trong giờ học chẳng hạn. Rồi. Em đã làm xong bài 2 chưa? Ở đây là nút thứ hai, à nút tiếp theo là nút là record, là chúng ta sẽ quay lại cái buổi học này. Ấn nút đây. Và bắt đầu quay, nó nhìn thấy trên này này, bắt đầu quay đấy. Chúng ta đây ấn nút tạm dừng ở đây. Hoặc là dưới này đều được, đây là tạm dừng nhá, tạm dừng này. Đấy. Nó dừng hẳn thì chúng ta ấn vào đây, cái nút vuông vuông này, cái ô vuông vuông này là dừng hẳn.
để kết thúc cái buổi học hoặc là cuộc họp đấy, chúng ta sẽ ấn vào End Meeting. End Meeting là kết thúc. Và chúng ta vào End Meeting for All hoặc là Limiting. Đều được hết.